để lúc tiếp chương trình ngày hôm nay tôi được phép giới thiệu anh Khiêm, rồi thì anh Tiềm, với lại tất cả các anh lên hát bài Năm Em Trên Một Chiếc Xe Tăng ạ. Vâng. Năm em trên một chiếc xe tăng, yêu năm phong hoa nở cùng một hồi, như năm ngón tay trên một bàn tay. Cầm trong tay tờ lệnh gọi nhập ngũ,
chúng tôi biết là bắt đầu một quãng đời mới trong môi trường mới. Hôm trước là những thanh niên tự do, sau một đêm đã là người lính. Trong những năm tầm quân, người lính chúng tôi có rất nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm. Bao nhiêu người, bấy nhiêu miền quê, bấy nhiêu tính cách sống, cùng một đơn vị trở thành đồng đội của nhau và gọi nhau là đồng chí. Cùng chung chăn gối, cùng chung bước chân đi dốc mòn xoài đá, lưng đeo ba lô quân cốc mang hơi ấm của người thân ở chốn quê nhà. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường treo leo gành thác, vượt qua bao suối sâu vực thẳm tới vùng cao nguyên Sơn La để xây dựng đường bay. Những năm tháng ấy, với truyền thống mở đường thắng lợi của binh chủng công binh anh hùng, nắng mưa không quản, gian khó không sờn, nhưng chúng tôi vẫn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mỗi bước chúng tôi đi, mỗi nơi chúng tôi đến và mỗi việc chúng tôi làm, dù mồ hôi có đổ xuống, bàn tay thêm chai sạn, nhưng chất lính trong người vẫn luôn tỏa sáng, giúp chúng tôi vượt qua bao khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó. 3 năm cống hiến tuổi xuân cho đất nước, hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi trở về miền quê yêu dấu, nơi mà chúng tôi gửi gắm bao tình cảm yêu thương. Về quê, mỗi người có cuộc sống riêng, công việc khác nhau, nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, rồi lại tìm đến nhau để có ngày đoàn tụ như hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay, trong không khí sôi nổi, cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017. Được sự thống nhất của các đồng chí trong ban liên lạc, Hội đồng ngũ đoàn năm 20 Bộ Tư lệnh Công binh tổ chức kỷ niệm lần thứ 10 ngày gặp mặt truyền thống tại quê hương xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Về dự và chia vui với buổi gặp mặt truyền thống hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và đón nhận tình cảm của các đồng chí đại diện thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể xã Quỳnh Nguyên về dự, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự và chia vui với buổi gặp mặt truyền thống hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và đón nhận tình cảm của các đồng chí trong ban chi ủy, ban công tác mặt trận, chính quyền thôn Phương Quả Đông, Phương Quả Nam, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự và chỉ đạo buổi gặp mặt truyền thống hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lê, trung tá, nguyên chính ủy sư đoàn 521 Tư lệnh Công binh, hiện đang nghỉ hưu tại quê hương Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự hội nghị gặp mặt truyền thống hôm nay, thay mặt ban tổ chức của sư trụ trì chùa Phương Quả Đông cũng phải dự, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Của các đồng chí ở thành phố Hải Phòng, các phu quân và người thân của một số chị em đã không quản ngại đường xá xa xôi về chung vui, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về tham gia gặp mặt truyền thống Hội đồng ngũ và năm 20 của Bộ Tư lệnh Công binh hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có hơn 40 chị em thuộc 15 xã An Vinh, An Lễ, An Ấp, Đông Hải, Đồng Tiến, Quỳnh Hội, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Khê, Quỳnh Hoa, Quỳnh Thọ, Quỳnh Trang, Quỳnh Lâm, An Đồng, An Quý và Quỳnh Sơn, đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và các bạn, cùng về dự và chia vui với ngày gặp mặt truyền thống của đoàn 520 Bộ Tư lệnh Công binh hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Huân, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, đại diện các ban ngành đoàn thể có hoa lên chúc mừng hội nghị. Xin được giới thiệu đồng chí Tính thay mặt cho bộ lên nhận hoa. Khi ta chương trình thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Văn Hóa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, thay mặt Ban Thường vụ Hội có hoa về chúc mừng hội nghị. Kính mời đồng chí Định đại diện cho hội đêm nhận hoa. Xin kính mời.
hội nghị. Xin kính mời ông. Xin mời đồng chí đại diện của hội nhà văn. Tôi xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Vĩnh, đại diện cấp ủy ban công tác mặt trận chính quyền thôn Phương Quả Đông, Phương Quả Nam có hoa về chúc mừng hội nghị. Xin kính mời ông.